Xin chào các bạn nhỏ, chào mừng các bạn đến với Học Văn Chị Hiên. Chị rất vui khi được đồng hành cùng các bạn học sinh lớp 3 trong chương trình Môn Tiếng Việt, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng tìm hiểu một bài đọc trong chủ đề Cổng trường mở ra, bài đọc mang tên Lời giải toán đặc biệt. Chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu bài đọc theo 3 phần. Phần 1, đọc. Phần 2, trả lời câu hỏi. Và phần 3, củng cố và dặn dò. Đầu tiên, chị em mình sẽ cùng nhau đến với phần 1, phần đọc nha. Vừa gà vừa chó, tất cả 4 con bó lại cho tròn, 10 chân vừa đủ. Hỏi mỗi loại có mấy con? Bài toán trên nghe thật thú vị. Không biết còn ai có khả năng dùng thơ văn để làm toán không nhỉ? Bây giờ, chị sẽ giới thiệu cho các bạn một nhân vật như vậy. Đó là Hugo trong câu chuyện Lời giải toán đặc biệt. Trước hết, các bạn cần lưu ý về cách đọc. Hãy đọc diễn cảm, nhấn nhá theo nội dung câu chuyện và đọc diễn cảm đúng ngữ điệu lời của nhân vật. Còn bây giờ, hãy nhìn lên màn hình hoặc theo dõi trong sách giáo khoa, lắng nghe và đọc cùng chị nhé. Lời giải toán đặc biệt. Victor Hugo bộc lộ tài năng thơ ca của mình từ rất sớm. Hồi còn là học sinh tiểu học, cậu chăm học, thông minh, giỏi đều các môn. Một lần, vào giờ kiểm tra toán cuối năm, trong khi các bạn khác mải miết làm bài, thì không hiểu sao Hugo lại ngồi cắn bút từ đầu giờ. Thầy giáo cũng sốt ruột thay cho học trò của mình. Chỉ còn 20 phút nữa là phải nộp bài. Các bạn xung quanh đã có người làm xong. Thế mà Hugo vẫn ngồi cắn bút, hai tay đỏ nhừ. Thầy giáo lại rơi đồng hồ ra xem và nhìn Hugo. Còn 15 phút nữa. Lúc này, Hugo bắt đầu đặt bút viết. Thầy giáo thở phào. Nhưng liệu có kịp không nhỉ? Ông lo lắng thay cho Hugo. Hugo mải miết viết và may thay. Khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên, thì cậu cũng viết xong đáp số và mang bài lên nộp. Thầy giáo liếc nhìn bài của Hugo, đáp số đúng rồi. Chợt thầy reo lên, lời giải bài toán được viết bằng thơ. À, ra thế. Năm 16 tuổi, Hugo tham gia một cuộc thi thơ và đoạt giải nhất về thơ của Viện Hàn Lâm Toulouse. Tên tuổi chú bé nổi tiếng khắp trường. Theo kể chuyện doanh nhân thế giới. Câu chuyện giải toán bằng thơ của Victor Hugo thật thú vị đúng không nào? Các bạn cũng đừng quên luyện đọc lại bài đọc này thật nhiều lần để có thể đọc thành thạo hơn nha. Còn bây giờ, chúng mình sẽ đi giải nghĩa một số từ khó có trong bài thơ. Đầu tiên, Victor Hugo, sinh năm 1802, mất năm 1885, có sách phiên âm là Hugo. Ông là một nhà văn, nhà thơ và nhà viết kịch nổi tiếng người Pháp. Thở phào, nghĩa là thở ra một hơi dài, vẻ khoan khoái, nhẹ nhõm vì đã trút được điều lo lắng trong lòng. Sau khi kết thúc phần đọc, chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần thứ hai mang tên trả lời câu hỏi để tìm hiểu rõ hơn về bài thơ này. Chúng mình bắt đầu với câu hỏi đầu tiên. Victor Hugo đã bộc lộ năng khiếu gì từ rất sớm? Từ rất sớm, Victor Hugo đã bộc lộ năng khiếu thơ ca của mình. Câu hỏi 2. Trong giờ kiểm tra toán, vì sao thầy giáo lại lo lắng cho Victor Hugo? Đúng rồi, trong giờ kiểm tra toán, thầy giáo lo lắng cho Victor Hugo vì cậu cứ ngồi cắn bút dù chỉ còn 20 phút nữa là hết giờ. Điều đó được thể hiện rõ qua câu văn. Một lần, vào giờ kiểm tra toán cuối năm, trong khi các bạn khác mải miết làm bài, thì không hiểu sao Hugo lại ngồi cắn bút từ đầu giờ. Thầy giáo cũng sốt ruột thay cho học trò của mình, chỉ còn 20 phút nữa là phải nộp bài. Chúng mình tiếp tục với một câu hỏi dạng trắc nghiệm nha. Vì sao thầy giáo lại reo lên khi xem bài của Victor Hugo? A. Vì Hugo nộp bài đúng giờ. B. Vì Hugo làm đúng đáp số. C. Vì lời giải toán được Hugo viết bằng lời thơ. Các bạn đã có cho mình câu trả lời chưa nhỉ?
Hãy để lại bình luận cho chị biết nha. Và đáp án đúng chính là đáp án C. Bởi vì thầy giáo liếc nhìn bài của Hugo, đáp số đúng rồi, chợt thầy reo lên. Lời giải bài toán được viết bằng thơ. À, ra thế. Vậy là chúng mình đã đến với câu hỏi cuối cùng, câu hỏi số 4. Qua giờ kiểm tra toán, em thấy Hugo là người thế nào? Sau khi học xong bài, em thấy Hugo ra sao nhỉ? Còn với chị, thì qua giờ kiểm tra toán, chị thấy Hugo là người vô cùng thông minh và khéo léo. Bạn ấy vừa giỏi văn, lại vừa giỏi toán. Vậy là chúng mình đã cùng nhau trả lời xong 4 câu hỏi. Các bạn còn điều gì chưa hiểu không nhỉ? Nếu có, hãy để lại ở phần bình luận. Chị sẽ giải đáp mọi thắc mắc của các bạn nha. Còn bây giờ, chúng mình sẽ đến với phần cuối cùng là phần củng cố và dặn dò. Câu chuyện lời giải toán đặc biệt kể về một buổi thi toán của Victor Hugo. Câu chuyện cho thấy tài năng văn chương của Victor Hugo từ khi còn rất nhỏ. Qua đây, chúng mình cần học cách linh hoạt và không ngại thể hiện sự sáng tạo của bản thân trong học tập. Khi về nhà, các bạn hãy tập trả lời lại các câu hỏi và cũng đừng quên chuẩn bị cho bài tiếp theo thật cẩn thận nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn!